Thưa quý vị, sáng nay tại Hội trường Chiên Hồng, tòa nhà Quốc hội, diễn ra hội nghị trực tuyến toàn quốc nghiên cứu quán triệt, học tập nghị quyết Hội nghị Trung ương lần thứ 5, khóa 13. Dự hội nghị có Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng. Tại điểm cầu thành phố Đà Nẵng có sự tham dự của Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Nguyễn Quyễn Phan Quảng, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Đương Nguyễn Minh Triết và Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Lê Trung Trình. Hội nghị lần này diễn ra trong 2 ngày với 4 chuyên đề về tiếp tục đổi mới, hoàn thiện thể chế chính sách, nâng cao hiệu lực hiệu quả quản lý và sử dụng đất, tạo động lực đưa đất nước trở thành nước phát triển có thu nhập cao, nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong giai đoạn mới tăng cường củng cố xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới. Hội nghị Trung ương năm khóa 13 diễn ra từ ngày 4 tháng 5 đến ngày 10 tháng 5 năm 2022 tại thủ đô Hà Nội. Tại đây, Trung ương đưa ra bàn luận lấy ý kiến về nhiều vấn đề quan trọng như tổng kết 10 năm thực hiện nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 khóa 11 về tiếp tục đổi mới chính sách pháp luật về đất đai trong thời kỳ đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, tổng kết 15 năm thực hiện nghị quyết hội nghị Trung ương 7 khóa 10 về nông nghiệp, nông dân, nông thôn. Tổng kết 20 năm thực hiện nghị quyết hội nghị Trung ương 5 khóa 9 về tiếp tục đổi mới phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể, đề án xây dựng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên, đề án thành lập ban chỉ đạo cấp tỉnh về phòng chống tham nhũng tiêu cực, báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư năm 2021.